Hôm nay mình sẽ hướng dẫn kết nối với một chiếc mixer Mat 68 Pro trong trường hợp chúng ta đã có một cái âm ly nhưng mà xài lâu ngày nó bị rọt rẹt hoặc là nó hư một vài cái núm nào đó, hoặc chúng ta muốn mở rộng thêm là có thể gắn thêm một cây guitar gì đó để chơi mà âm ly không thể đáp ứng được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn kết nối cái mixer này để thay thế cái phần điều chỉnh của âm ly và tận dụng cái âm ly làm cái phần công suất để kéo những cái chiếc loa của mình. Đầu tiên chúng ta cần một sợi dây, hai sợi dây Canon ra đầu hoa sen. Chúng ta kết nối vào cổng output, ở đây là mid out, left right, tương đương trái phải. Chúng ta sẽ kết nối vào cái cổng music A hoặc B, thì ở đây mình sẽ gắn chỗ A. Vậy là xong cái phần kết nối từ mixer vào âm ly, rất là đơn giản. Thì về phần mixer này, chúng ta có ba đường input là cổng Canon hoặc 6 ly. Chúng ta có thể ghim ba cái mic ở đây, hoặc là mic dạng chuẩn 6 ly, hoặc là một cây guitar, hai cây ọt, hoặc ghim đường nhạc vào đây cũng được, hoặc chúng ta có thể ghim vào đây. Bây giờ mình sẽ kết nối một cái nguồn nhạc của mình là bằng một cái đầu đầu KTV 14 inch. Ví dụ bạn có thể kết nối từ điện thoại hoặc là từ TV xuống chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ lấy đường tín hiệu, như ở đây mình sẽ xài cổng hoa sen. Mình sẽ kết nối vào cái kênh 1-2 chẳng hạn. Đây, mình sẽ đã kết nối hai line 1-2 ở đây. Bây giờ mình sẽ thử tín hiệu đầu vào. Ví dụ mình chọn một cái bài nhạc ở đây, bật âm lượng lên. Thì mình sẽ đẩy hai cái line master tổng trước, left right. Bắt đầu mình đẩy đây thì mình thấy đèn báo là đã có tín hiệu vào. Thì đây là bước kiểm tra có tín hiệu. Thì khi có tín hiệu rồi thì mình hãy bật cái âm ly lên. Vì mình đang tận dụng cái âm ly này để làm phần công suất khuếch đại nên cái phần chỉnh bass mid chép chúng ta sẽ để về mặc định không hết. Mình sẽ sử dụng cái đường music ở đây, thì đây sẽ là cái volume tổng để đưa cái tín hiệu từ cái mixer này vào cái âm ly. Thì tất cả chỗ bass mid chép và đặc biệt cái chỗ ba lăng viết tắt BAL chúng ta nên để bằng không, tại vì nếu mà chúng ta dặn lệch trái hoặc phải thì cái tín hiệu nó sẽ thiên về lo trái nhiều hoặc là lo phải nhiều. Rồi chúng ta bật volume lên. Ở đây mình để 50% hướng 12 giờ. Đây là volume tổng. Rồi chúng ta sẽ thử. Đó. Đó, mình mới đẩy nhỏ thôi, tín hiệu rất là lớn. Thì mình sẽ điều chỉnh cái âm lượng đầu vào của cái nhạc cụ micro hay gì đó thì qua cái nút gain. Đây, chúng ta có thể điều chỉnh ở đây. Đó. Chúng ta có thể điều chỉnh lại. Đó, mình sẽ điều chỉnh cái gain. Thì tiếp phía dưới nó sẽ là cái ba cái nút chỉnh bass, mid, chép. Ví dụ này chúng ta sẽ nghe mất cái dãy chép. Đó, tăng lên lại nè. Tiếp theo là nút mic là cái đoạn lời, đoạn giữa, cái tần số ở giữa. Này là phần bass nè. Khi chúng ta tắt lại thì nó đã mất phần bass rất là nhiều. Đó. Tiếp theo cái phần ốc này. Cái phần này nó sẽ cho phép mình gửi tín hiệu của cái line này sang cái đường ốc sen ở đây. Ví dụ chúng ta có thêm một cái âm ly cho cái lo sub hay là một cái lo sub điện, chúng ta muốn lấy cái phần nhạc thì chúng ta sẽ gửi cái đường này qua đây, thì đường tín hiệu nó sẽ ra đây và cái volume để điều khiển của cái đường tín hiệu này nó sẽ nằm ở chỗ sen chỗ này. Thì thường đây là line nhạc người ta sẽ lấy hoặc là nhạc cụ, còn riêng cái phần tiếng micro thì không ai đưa tiếng sub thì chúng ta sẽ không cần gửi cái tín hiệu đây. Còn tiếp theo là cái nút FX
Cái nút này là nó sẽ cho mình gửi cái đường tín hiệu này sang cái bộ trộn effect ở đây. Effect ở đây mình có gọi là tiếng vang, tiếng reverb, echo. Bây giờ mình sẽ ví dụ, mình sẽ gửi hai cái kênh này có effect. Đó, mình sẽ nghe tiếng vang đó. Đó, mình đang để cái hiệu ứng echo ở số 53. Thì khi mua mixer về, chúng ta sẽ có một cái cuốn hướng dẫn sử dụng và có một cái danh mục hiệu ứng effect ở phía sau này. Thì chúng ta có thể thử và chọn cái hiệu ứng phù hợp bằng cách xoay, chọn và ấn xuống ở đây. Thì tương tự cho các kênh, kênh nào mà chúng ta cần effect thì chúng ta xài. Ví dụ micro ta xài chứ không ai xài đường nhạc, nhưng mà mình không có gắn micro ở đây. Mình làm ví dụ thử cho mình thấy. Đó, đó. Rồi. Tương tự cho những cái like còn lại thôi, chúng ta cũng sẽ sử dụng như vậy. Còn cái nút bend ở đây thì nó là viết tắt cho ba lăng trái phải. Ví dụ như bây giờ cái này mình dặn qua bên này thì nó sẽ có cái lo bên trái, hoặc là dặn qua bên này nó chưa có lo bên phải. Đó, thì ở đây là công năng của hai cái nút như thế này. Còn phía dưới thì cái cần fader để đẩy tín hiệu lớn nhỏ thì ai cũng rõ rồi. Khi mà tín hiệu vào quá lớn thì nó sẽ báo một cái đèn bit ở đây. Đây, khi tín hiệu quá lớn, khi mà đèn báo như vậy, như thế này là âm thanh đang bị vượt ngưỡng và nó bị sẽ bị vỡ. Thì chúng ta sẽ chỉnh qua cái gain ở đây để cho không tín hiệu không bao giờ vượt quá cái nút bit này. Ngoài cái việc mà chỉnh được bass mid chép giống như trên 5 ly thì ở trên này nó còn có cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cần equalizer để chúng ta có thể cắt thêm những cái tần số. Ví dụ như là giảm đi bass hoặc là giảm chép ở đây. Đó, mình có thể nghe cái đoạn nào thiếu dư chúng ta có thể chỉnh ở đây theo cái gu của mình, nâng lên nâng xuống, mà cái này thì âm ly không thể làm được cho mình. Ngoài ra thì chúng ta có thể gắn USB, nghe bằng nhạc USB, rồi chọn effect, rồi hoặc là có thể ghi âm, thì ở đây chúng ta có thể sử dụng được hết. Còn đây là cái cần nút để gỡ tín hiệu effect giống như mình đã làm ví dụ ở đây. Thì rất là đơn giản cái việc mà chúng ta bổ sung thêm một cái mixer Mark 68 Pro này để thay thế cho những chiếc âm ly đã cũ, đã bị hư, hoặc mà chúng ta muốn chơi thêm một cái nhạc cụ thì cái âm ly nó sẽ không đáp ứng được. Thì đây sẽ là một cái giải pháp tốt để cho mọi người có thể kết nối. Thì video đến đây là hết.